Collagen là gì và công dụng nó như thế nào mà nhiều chị em tìm kiếm đến vậy? Có quá nhiều loại collagen trên thị trường, dùng không hiệu quả. Tại sao mọi người lại lựa chọn Super Collagen C cộng 250 viên của NeoCell nhiều đến vậy? Tất cả những băn khoăn trên sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video dưới đây nhé. Vậy collagen là gì ạ? Collagen chiếm 25% protein của cơ thể. Collagen có vai trò giúp cho chị em đẹp da, mượt tóc, bổ sung xương khớp chắc khỏe, giảm các hiện tượng đau khớp, khô khớp hay buồn chân buồn tay khiến cho chúng ta khó ngủ. Collagen đóng nhiệm vụ như một chất keo kết dính giữa các tế bào thành một thể thống nhất. Khi mà chúng ta còn trẻ, lượng collagen trong cơ thể dồi dào nên da được căng bóng, mịn màng. Nhưng khi chúng ta ngoài 30 tuổi, cơ thể có những hiện tượng như da bị nhăn, đàn hồi kém. Đó là những biểu hiện cơ thể thiếu hụt collagen. Vì vậy, chị em cần bổ sung collagen càng sớm càng tốt. Trên đây em đang cầm là sản phẩm Super Collagen C cộng 250 viên NeoCell. Sản phẩm này thuộc top 1 các thương hiệu collagen tại Mỹ và được rất nhiều người trên toàn thế giới sử dụng. Nó đã được vào thị trường Việt Nam gần 10 năm nay rồi và được nhiều chị em sử dụng, phản hồi rất tốt về công dụng. Thực tế thì khách hàng bên em sử dụng đi sử dụng lại dòng này rất là nhiều. Vậy sau đây em sẽ nói chi tiết hơn về cái sản phẩm này nhé. Vậy sao cái sản phẩm này lại được nhiều chị em tin tưởng sử dụng đến vậy? Một hộp này chứa 250 viên collagen peptide được thủy phân với hàm lượng 6.000mg collagen thuộc type 1 và type 3. Như trên vỏ hộp đây có ghi là 6g, tương đương với 6.000mg ạ. Trong mỗi viên này còn chứa vitamin C như một chất xúc tác khiến cho collagen hấp thụ vào cơ thể tốt hơn. Sau đây em sẽ mở viên thuốc ra để mọi người xem thực tế ạ. Viên thuốc này có hình bầu dục, có chữ C và dấu chấm tròn. Khi mà chúng ta cầm trên tay sẽ cảm giác bị dính tay. Nếu khi các chị mua mà viên thuốc không được như em mô tả, không có chữ C, không có dấu chấm và cầm không bị dính tay thì chắc chắn khả năng là hàng giả. Thực ra thì một số khách hàng mua sản phẩm sờ cũng dính, cũng có biểu tượng chữ C nhưng dùng không hiệu quả thì khả năng cũng là hàng giả. Vì hàng giả giờ làm giống hàng thật tới 90%. Vậy sản phẩm này có những công dụng như thế nào ạ? Đầu tiên, chúng giúp chúng ta giảm thiểu nếp nhăn, tăng cường sự đàn hồi và gìn giữ độ ẩm của da. Thứ hai, sẽ giảm đi hiện tượng rụng tóc, giúp tóc chúng ta được suôn mượt hơn. Thứ ba, giúp móng tay móng chân của chúng ta hồng hào và chắc khỏe hơn. Thứ tư, tăng cường và nuôi dưỡng dây chằng, gân, cơ và xương. Đó là những công dụng tuyệt vời mà collagen mang lại. Vì vậy, các chị nên bổ sung cho mình một hộp collagen để có làn da đẹp và mái tóc chắc khỏe nhé. Vậy thì những ai nên sử dụng cái sản phẩm này ạ? Hầu hết các chị em ở độ tuổi 25 trở đi, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu của lão hóa, như là da có vết sạm, vết chân chim, sờ vào không thấy mềm mịn như thời con gái. Cơ thể của chúng ta mỗi ngày cần trung bình từ 20.000mg đến 30.000mg collagen. Vì thế, khi mà ở tuổi từ 18 trở đi, chúng ta có thể bổ sung collagen hàng ngày với hàm lượng cho phép. Đặc biệt thì em thấy sản phẩm này có một cái ưu điểm, đó là không chứa đường, không chứa chất béo, không chứa tinh bột, nên ai cũng có thể sử dụng, vừa đẹp mà lại không lo sợ béo, không sợ tăng cân như những thực phẩm khác. Vậy thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm này với hàm lượng như thế nào cho hợp lý ạ? Nếu như ở độ tuổi 25 đến 30 thì chị em nên uống ngày 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên giúp em ạ. Khi mà chúng ta ở độ tuổi 30 trở đi thì nên uống ngày 6 viên, sáng 3 viên, tối 3 viên. Các chị em nên uống trước bữa ăn để collagen được hấp thụ tốt nhất. Vậy thì mua hàng ở đâu và cần chú ý những gì? Đây là một trong những sản phẩm cao cấp và được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng, nên thị trường có xuất hiện nhiều mẫu hàng giả, hàng nhái giống như là hàng thật vậy. Các chị em cần lựa chọn những đơn vị uy tín để mua được sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, Hoa Beauty là một trong những nhà phân phối các sản phẩm cao cấp từ Mỹ, Úc, Nhật với các thương hiệu cao cấp như Collagen, Blackmore, Naturemed và các sản phẩm khác nữa. Để được dùng hàng chuẩn và tư vấn làm đẹp theo cách chuẩn khoa học nhất, các chị hãy vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo 0985 22 99 00. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe. Hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Hoa Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.